Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của mình. Dân mà làm ăn trong nước cỡ mà dân đại gia rồi qua Mỹ là thua, thua toàn tập. Nhưng mà qua Mỹ không, ai qua Mỹ không? Tôi nói chỉ khoảng qua Mỹ chung với tụi bạn là luộc. Anh mà sớ rớ một cái là chết. Như khi mà tôi ra tôi lấy cái license khẩn soát đâu vậy đó. Mà làm ăn chèn rồi nó cạnh tranh khốc liệt. Luật, cái gì cũng luật. Anh làm, anh đấu thầu cái gì cũng vậy nữa. Anh phải viết cái proposal làm sao cho nó đúng mà cái người mà anh ra anh đó nhận anh đấu thầu mà anh trúng cái dự án đó là anh cũng phải là anh phải biết luật và biết cách chơi trên cái gì vấn đề luật chứ không phải giỡn. Là anh có giấy phép thành nghề, anh khi anh trở thành contractor license rồi đó là anh ngon rồi. Mà vấn đề là anh ngon trước mắt nhưng mà anh vẫn phải hiểu về luật pháp, không thì nó giật anh lên bờ xuống ruộng. Chàng ơi, tôi bước vào thương trường lên tò xuống tò, nếu mà mình hiểu bóng nghĩa là nó giật mình cũng chết chứ bao giờ. Mỗi lần mà thưa kiện được những cái làm ăn được kinh doanh được hết cái là nó thưa, là mình phải ra tò thuê luật sư, không là các bạn nghĩ thì 200-300 đồng một giờ đồng hồ sao chịu nổi. Chưa nói là những cái mà thưa kiện mà nó phức tạp còn tốn kém nữa. Cho nên mình phải biết luật, mình phải hiểu, mình phải đứng trên cái đôi chân của mình. Cái chủ nghĩa thằng tư bản là như vậy đấy, nó không phải là giỡn đâu. Nó làm cho mình phải, nếu mình làm việc cho nó thì mình phải đạt năng suất cao. Còn mà nói về vấn đề những cái mô hình công ty mà trực thuộc của chính phủ đó, ở thằng tư bản nó cũng tồi tệ dã man luôn. Tôi nói chuyện các bạn biết, quốc gia nào cũng vậy. Có nhiều người nghĩ rằng chỉ có ở Việt Nam những công ty quốc danh, những công ty mà nhà nước quản lý thì nó mới eo, làm việc thì không năng đạt năng suất, yếu kém thế này nó. Chàng ơi, thằng Mỹ này nó cũng vậy thôi chị, các bạn chưa có đụng vô vấn đề mà luật pháp mà vô trong hành chánh của thằng Mỹ. Tôi nói không mà xin giấy phép thành nghề không, nó qua bên này nó qua bên nọ. Anh phải học một cái lớp gọi là trading, một cái lớp rồi về business để đặng anh hiểu cách mà anh làm giấy tờ hành chánh thế má luật pháp về trading, có nghĩa là về chuyên môn. Mà anh thi mà không đậu mà anh đậu xong rồi anh còn phải đóng giấy phép thì hàng năm mỗi thứ hết, nó không phải giỡn đâu. Cho nên cái thằng mà tư bản á, khi mà bước vô mà cái hệ thống pháp luật chính phủ của nó, chàng ơi, anh ngồi anh đợi. Tôi nói các bạn ở bên Mỹ này, mấy năm gần đây thì nó đỡ thôi. Các bạn bước vô vấn đề mà tôi nói, đi đổi một cái tờ giấy mà gọi là đăng ký xe đó. Các bạn mua xe, các bạn lên đó các bạn đăng ký xe đó, đổi lấy cái title đó. Nhiều khi đợi từ sáng tới chiều, nó vô nó làm việc tàn tàn. Đi xuống những cái văn phòng của chính phủ, tôi nói với bạn, nó ngồi nó lệ thệ, nó lê thê, tại vì nó ăn tiền chính phủ mà, nó câu giờ nó ăn. Mà mình đợi thấy mẹ, sau này bắt đầu nó mới cho tư nhân, nó cho tư nhân quá, thằng chính phủ nó đưa cho tụi một số tư nhân rồi nó gọi là agency, giống như Việt Nam bây giờ. Các bạn thấy Việt Nam bây giờ nó giống như gọi là công chức này, để cho bớt đi những cái vấn đề mà hành chánh nó rồm ra. Vào nhưng mà mình phải đóng cái lệ phí cao đấy, các bạn thấy không? Chèn thôi, khủng khiếp lắm. Vậy mình có điện thoại anh chị các bạn, mình có điện thoại. Hello bro Justin, bro Justin này cũng làm về bên xây dựng construction này. Tôi mà nói vấn đề construction mà bro Justin này mà không phái nữa thôi. bro Justin này là cũng hiểu về vấn đề luật pháp nữa. Đụng vô đâu phải giỡn đâu. Chàng ơi, mỗi cái là nó đều có cái khúc của nó.
electrical nè, mechanical nè, fan nè, roofing nè, chàng ơi tôi nói cho mà coi, foundation đâu phải giỡn đâu anh chị các bạn, mỗi cái luật và mỗi cái đó phải đóng phí, đóng lệ phí, phí trồng phí, đâu phải giỡn đâu. Còn nói mà chính phủ, nãy tôi nói tiếp vấn đề mà luật lệ của chính phủ, các bạn đừng có nói, không phải Việt Nam không đâu, cha chung không ai khóc. Cái thằng bưu điện Mỹ đó, nó lỗ 11 năm nay, nó lỗ 69 tỷ đô la. Ở gặp ở Việt Nam là bắt đầu tụi chống cộng, nhục số những thành phần bất mãn chính phủ bắt đầu là chửi chế độ rồi. Bạn thấy khủng khiếp lắm. Năm 2020 đó, nó lỗ 9.2 tỷ billion, ghê hồn không? Mà nó không cách nào nó cải tổ nổi hết. Nó phải chấp nhận nó bù lỗ. Nó bù lỗ triền miên. Cái thằng bưu điện Mỹ nó không cách nào nó giải quyết được hết. Đằng nào nó lạng hoạn, nó không khéo, nó ảnh hưởng tới vấn đề mà kinh tế, chính trị của nó, nhóm lợi ích của nó nữa. Ghê hồn lắm. Tôi nói anh chị các bạn biết, cái đất Mỹ này, nhiều khi các bạn thấy cái thằng tư bản chủ nghĩa năng suất cao hay là những cái cách nó làm việc, diễn viên rồi, nó tư nhân mà vô túi mấy thằng tài phiệt, thì làm việc cho nó. Anh mà không đạt làm năng suất cao cho nó đuổi việc anh. Còn ở xã hội chủ nghĩa thì anh làm việc, nếu anh làm chủ, anh chịu khó, anh cần cù siêng năng, anh làm nhiều thì anh sẽ có được nhiều tiền. Anh giàu có, đất đai trù phú, anh sống anh hưởng vậy thôi. Còn thằng tư bản đâu phải dễ đâu. Chính phủ nói cái gì, tất cả mọi thứ, cái gì của thằng tư bản nó đều có thằng chính phủ đứng sau lưng hết. Khi mà nó lỗ, công ty của nó lỗ đó, thì thằng chính phủ đứng ra subsidize nó, có nghĩa là gì, bảo kê cho nó, là bù lỗ cho nó. Tôi nói như cái thằng công ty điện lực Enron, mà nó về điện và nó về gas, nó về khí đốt, các bạn biết nó tham nhũng tới nỗi mà nó sụp cái công ty luôn, nó sụp công ty luôn. Đó là công ty đó, các bạn thấy nó thằng chính phủ nó giao cho thằng tư nhân quá. Ông chính phủ phải nhảy vào, tại vì ông chính phủ làm luật, ông phải nhảy vào, ông phải take over, là về vấn đề mà tiền bạc, nhiều người mất trắng tay, khủng khiếp. Mấy thằng CEO ăn trên ngồi chóc, khủng khiếp lắm anh chị các bạn ơi. Những cái vấn đề mà tư bản chủ nghĩa, cái mặt phải của nó mình nhìn thấy thì nó hào nhoáng hấp dẫn ha, nhưng mà các bạn biết khi mà đụng vô luật pháp của nó, chèn ôi, mấy cái nhóm lợi ích của nó ăn trên đầu trên cổ. Các bạn thấy năm 2008 khi nền kinh tế Mỹ nó rớt, bất động sản dần tới bời ba lá, còn mấy thằng CEO thì sao, vẫn ăn trên ngồi chóc. Nó mấy thằng mà tội đồ mà làm mà sụp cái nền kinh tế mà dân Mỹ phải chịu, bây giờ nó làm sao, tụi nó giàu cắt xù luôn, có thằng nào đi tù đâu. Các bạn thấy không, tư bản chủ nghĩa nó thao túng nhau, quyền lực của nó rất là mạnh. Tôi nói ngay cả cái chính quyền cầm quyền hiện giờ nè, tôi nói anh chị các bạn biết, nó ghê hồn, nó còn hơn là mafia nữa. Đụng vô nó đi đó. Mấy ông mà hôm mà biểu tình cái hôm 6 tây tháng 1 đó, tới nay mà nó còn đi gọi là nó bắt bớ người ta đó, dễ sợ. Đụng tới nhóm quyền lợi đi, gia đình của ông Biden nó tham nhũng, bà mà gọi là chủ tịch thượng viện Hoa Kỳ, bà Nancy, chèn đặc ơi, cả một cái bộ máy chính quyền của nó thối nát. Có nào dám đụng phanh vôi, các bạn xem tụi Fox đó. Tụi Fox đụng vô nó đòi thưa, Fox nó đòi bắt thằng cái đài Fox News đó. Nó đòi bắt thằng đó, rồi đóng cửa thằng đó, tại đụng tới quyền lợi của nó, ghê hồn. Nó bộc lộ cái sự kinh tởm của nó, ghê lắm.
bởi cái Mỹ này nó là một cái hợp Trung Quốc, hàng nào biết khó, hàng nào khôn thì nhờ thôi, còn ngồi đó mà cường cuồng Mỹ mà mê cái chủ nghĩa tư bản chết đấy, không giỡn đâu, tôi nói chị các bạn. Thôi mình dừng lại đây, các bạn đang chịu kẹt xe đây. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.